Trả lời phỏng vấn báo giới liên quan tới việc nhiều nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về xu hướng gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, do Trung Quốc đơn phương có hàng loạt hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền, quyền tài phán, cản trở hoạt động dầu khí hợp pháp và đã được triển khai từ lâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và một số quốc gia ven biển khác. Ngoại trưởng Kono cho biết, Biển Đông là tuyến đường biển quan trọng đối với Nhật Bản và nhiều quốc gia khác và có liên quan trực tiếp tới sự ổn định và hòa bình của khu vực. Vì vậy, Tokyo phản đối bất cứ hành động của nước nào làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đề nghị các bên liên quan cần phi quân sự hóa các cơ sở hoặc thực thể trên Biển Đông và bất cứ tranh chấp nào cũng cần phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.